Giỗ tổ ở nhà thờ của Hoài Linh, bên trong trang nghiêm, bên ngoài ngập rác. Mặc dù nghệ sĩ Hoài Linh cùng ban tổ chức đã cố gắng hết mình để có một lễ giỗ tổ nghề sân khấu một cách trang nghiêm và thiêng liêng, tuy nhiên do số lượng người tham dự quá đông, nên sân nhà thờ tổ của Hoài Linh tràn ngập rác do ý thức kém của những người đến tham gia. Đây là năm thứ hai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tổ chức lễ giỗ tổ nghề sân khấu tại nhà thờ tổ do anh xây dựng tại quận 9. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm nghệ sĩ đang hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về đền thờ dâng lên tổ nghiệp nén hương thơm để tỏ lòng thành kính và cầu nguyện những điều may mắn trên con đường nghệ thuật. Trong hai ngày diễn ra lễ giỗ tổ tại đền thờ, nhiều hoạt động tri ân tổ nghiệp do nghệ sĩ Hoài Linh chủ trì diễn ra vô cùng trang trọng. Đặc biệt là buổi lễ dâng hương và ngưỡng bái tổ nghiệp đã được nghệ sĩ Hoài Linh thực hiện trong không khí rất trang nghiêm. Với lễ dâng hương, nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trong trang phục áo dài khăn đóng, khuôn mặt nghiêm trang, bước từng bước trước bàn thờ tam vị thánh tổ nghề ca hát, thắp hương, rồi phủ phục bái lạy. Tiếp theo là các đoàn nghệ sĩ cũng thực hiện theo nghi thức của nghệ sĩ Hoài Linh để bái tổ. Buổi lễ dâng hương cũng được lực lượng trật tự bảo vệ rất nghiêm túc, ban tổ chức cũng hạn chế, không cho các phóng viên đi ngang dọc trong nhà thờ để chụp ảnh các nghệ sĩ trong lúc dâng hương như trong lễ giỗ tổ năm ngoái. Do rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay công tác đảm bảo trật tự cho buổi lễ dâng hương được ban tổ chức thực hiện tốt hơn. Rất hiếm thấy cảnh chen lấn vào thắp hương của các nghệ sĩ, cũng rất ít gặp hình ảnh ăn mặc phản cảm trong các khu vực đền thờ. Dù là chương trình văn nghệ ở sảnh nhà thờ, nhưng hai ca sĩ Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy vẫn tôn trọng quy định chung là bỏ dép đi chân trần. Nhận thức đây là sự kiện mang tính lễ hội, nên nghệ sĩ Hoài Linh đã cho phép mở cửa nhà thờ để đón tất cả người dân vào tham quan, cũng như thắp hương cho tổ nghiệp nếu họ có nhu cầu. Chính vì sự cởi mở đó của nghệ sĩ Hoài Linh nên số lượng người dân đến nhà thờ rất nhiều. Do số lượng người dân tham quan quá đông nên một số hoạt động cá nhân của họ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng trật tự, nhất là ý thức bảo vệ giữ gìn vệ sinh nơi thờ sự tôn nghiêm. Nghệ sĩ Hoài Linh chu đáo dùng trại có mái che ngoài sân để người đến không bị ướt mưa. Rất nhiều nghệ sĩ và người dân xếp hàng trật tự để vào bên trong thắp hương. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng rất chu đáo bố trí riêng một khu vực để dành cho khách ăn uống, nhưng một số người dân lại mang thức ăn, trái cây, nước uống ra các ghế đá ở đền thờ để ăn và xả rác bừa bãi. Dù trên sân nhà bố trí rất nhiều thùng rác, hình ảnh này đã một phần nào làm giảm đi sự tôn nghiêm ở nơi mà nghệ sĩ Hoài Linh hết sức trân trọng. Bên cạnh đó, dù đã được nghệ sĩ Hoài Linh cho đựng các tấm biển cảnh báo yêu cầu khách không đi trên cỏ, nhưng dường như biển báo này không có tác dụng. Khi một số người dân vẫn hồn nhiên dẫm đạp lên cỏ để thay nhau chụp hình, hành động này nhìn rất phản cảm. Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ để chụp hình. Dù có quy định, người đến nhà thờ ăn mặc kín đáo, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài người ăn mặc khá thoải mái. Cô gái mặc áo hai dây rời đám đông vước vào bên trong nhà thờ. Ly uống nước bằng nhựa được vứt khắp nơi. Người dân không bỏ rác vào thùng rác mà bỏ vào chậu cây kiểng. Vỏ hộp sữa, bịch ni lông, ly nhựa bỏ dưới gốc cây. Đây cũng là nơi lý tưởng để bỏ ly nước sau khi uống xong. Tờ rơi quảng cáo cho một chương trình ca nhạc của nghệ sĩ X được đưa vào đây phát và bay khắp sân. Rác trên nền gạch, bao ni lông đựng thức ăn được bỏ lại, chai nước và vỏ thùng nằm lăn lóc dưới ghế đá. Tô nhựa đựng thức ăn bỏ dưới ghế đá. Nhà thờ tổ nghiệp cho nghệ sĩ Hoài Linh dành tâm huyết cả đời để xây dựng bằng lòng thành kính đối với những bậc tiền bối trong nghề. Để có được số tiền 100 tỷ đồng xây nhà thờ, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải liên tục chạy show trong nhiều năm liền, thậm chí có lúc anh phải nhập viện vì kiệt sức. Còn nhớ năm ngoái sau khi xong lễ giỗ tổ, nhà thờ của nghệ sĩ Hoài Linh phải giải quyết hàng tấn rác thải. Chính tay nghệ sĩ Hoài Linh phải chăm sóc những cây kiểng bị gãy đổ và cỏ bị giẫm đạp trong khuôn viên nhà thờ, sau đó anh kiệt sức phải tịnh dưỡng một thời gian. Mặc dù vậy, nhưng nghệ sĩ Hoài Linh không hề có nửa lời than vãn. Năm nay anh lại hoan hỷ mở cửa tiếp tục đón hàng ngàn lượt người dân về tham quan nhà thờ một cách trân trọng. Chính vì vậy, khi đến đây tham quan dự lễ và giao lưu với các nghệ sĩ, người dân cần có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh và biết tôn trọng nơi thờ tự thiêng liêng của nghệ sĩ Hoài Linh nói riêng và các nghệ sĩ nói chung. Con gái danh hài Khánh Nam khóc không ngừng suy sụp trong ngày đưa tiễn cha về với đất. Di quan của nghệ sĩ Khánh Nam đã được đưa về quê Bến Tre để an táng vào 8 giờ sáng nay, 2 tháng 10.
Nghệ sĩ Khánh Nam rút hơi thở cuối cùng vào hồi 5 giờ 20 ngày 28 tháng 9, sau thời gian chống chọi với căn bệnh xuất huyết não. Sự ra đi quá đột ngột của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và bạn bè, người thân. Suốt 4 năm qua, rất đông đồng nghiệp, khán giả đã đến thắp nhang bên linh cữu nghệ sĩ Khánh Nam và gửi lời tiễn biệt người anh hiền lành, người đồng nghiệp đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Tới sáng hôm nay 2 tháng 10, lễ động quan của nghệ sĩ Khánh Nam đã chính thức diễn ra. Theo như thông tin gia đình đã cho biết từ trước, linh cữu của anh sẽ được đưa về huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre để an táng. Đúng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 10, lễ động quan của nghệ sĩ Khánh Nam đã diễn ra tại nhà riêng. Chị Giang, con gái nghệ sĩ Khánh Nam bần thần nhưng di ảnh của cha. Chị Giang và bé Khánh Nhi, con nuôi nghệ sĩ Khánh Nam khóc nức nở trong giờ phút đưa tiễn. Phước Sang nghẹn ngào trước linh cữu nghệ sĩ Khánh Nam. MC Thanh Bạch và diễn viên Hồng Tơ cũng không giấu được những thương tiếc cho người đồng nghiệp quá cố trong lễ động quan. Con nuôi và con gái nghệ sĩ Khánh Nam khóc lặng người trước khi đưa tiễn cha. Bé Khánh Nhi ôm di ảnh của cha nuôi và không ngừng khóc khiến ai cũng phải xót xa. Dù sáng sớm nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa lớn nhưng vẫn không cản được đoàn người tới đưa tiễn nghệ sĩ Khánh Nam. Rất đông người dân có mặt trong lễ đưa tang khiến một đoạn đường bị tắc nghẽn. Chiếc xe đưa di quan của nghệ sĩ Khánh Nam, con gái nghệ sĩ Khánh Nam lặng người trên xe đưa cha về nơi an táng tại tỉnh Bến Tre. Từ khi ở Mỹ về nước, chị không kìm nén được cảm xúc trước nỗi đau quá lớn. Chị khẳng định dù cha con xa cách nhưng không ngăn cản được tình cảm yêu thương. Chị tự hào vì có người cha hiền lành, được nhiều người yêu mến. Nghệ sĩ Khánh Nam sinh năm 1965 tại Đồng Nai. Thuở nhỏ anh bỏ gia đình theo gánh hát cải lương. Sau này cải lương thoái trào, anh chuyển sang diễn kịch. Anh có những vở diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả tại sân khấu kịch Sài Gòn như Ai Làm Bác Sĩ, Tình Em Bán Kẹo. Anh cũng thành lập nhóm hài mang tên mình vào năm 2003. Những vở diễn gắn với tên tuổi của nhóm gồm Liên Khúc Ba Thời Đại, Vụ Án Con Cô Đất, Lô Cốt Ơi Lô Cốt. Anh từng giành giải nhất tại Liên hoan sân khấu Nụ Cười Xanh 2011 do Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2013, lần đầu Khánh Nam tổ chức live show danh hài Khánh Nam 30 năm tầm vương tơ tại phòng trà Nam Quan. Vào chiều ngày 26 tháng 9, trên đường đi diễn từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Khánh Nam bị xuất huyết não. Sau đó anh được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tuy được gia đình và đồng nghiệp túc trực bên cạnh và cầu nguyện, mong sẽ có một phép màu xảy ra, nhưng do bệnh tình quá nặng, nam danh hài đã không qua khỏi. Đọ tình tiền tài của ban mỹ nhân chuyển giới hot nhất showbiz Việt. Mỗi người một tình trường, tài sản và tài năng khác nhau, nhưng ai cũng có thế mạnh riêng. Lâm Khánh Chi, Hương Dân Idol, Cindy Thái Tài đều là ba mỹ nhân chuyển giới, nhưng mỗi người lại mang những nét riêng khó lẫn. Họ khác biệt nhau cả về tình, tiền và tài. Về tình ái, Lâm Khánh Chi được xem là mỹ nhân chuyển giới có tình trường phong lưu nhất. Cô vướng nhiều tin đồn với các sao nam trong showbiz Việt. Với Ân Hoàng Phúc, nữ ca sĩ chuyển giới cũng từng có một thời gian yêu đơn phương. Lâm Khánh Chi cũng từng có thời gian say nắng Vĩnh Thụy. Trải qua nhiều mối tình, hiện tại Lâm Khánh Chi đã tìm được ý trung nhân. Vào tháng 12 năm nay, cô và bạn trai sẽ tổ chức lễ cưới. Trong khi đó, Hương Giang Idol lại chọn cho mình một chàng Việt kiều Rich Lai. Cả hai yêu nhau sau khi tham gia chương trình thực tế cuộc đua kỳ thú. Tình yêu được gia đình hai bên ủng hộ. Tuy nhiên, đến đầu năm 2016, Hương Giang cho hay cô đã hết tình cảm với bạn trai sau 2 năm hẹn hò. Với Cindy Thái Tài, chuyện tình của chị đẹp và buồn khiến nhiều người ngậm ngùi. Hơn 10 năm trước, Cindy Thái Tài là nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng ở Việt Nam. Cuộc sống của chị trở nên trọn vẹn kể từ ngày tìm được tình yêu thật sự bên người chồng ngoại quốc. Đây là người đàn ông thứ tư trong cuộc đời Cindy Thái Tài. Bẵng đi một thời gian, Cindy Thái Tài không có nhiều hoạt động nghệ thuật. Không ai biết cuộc sống của chị cùng ông xã ra sao. Chỉ khi trở lại sân khấu, Cindy Thái Tài mới chia sẻ chuyện buồn. Chồng cô đã qua đời vì mắc ung thư. Phải mất một thời gian, nữ ca sĩ mới cân bằng được cuộc sống sau khi điều trị tâm lý. Sau 4 năm, chị mới mở lòng chia sẻ với công chúng. Về tài, cả ba ngôi sao đều hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ca hát. Bên cạnh đó, việc tham gia game show cũng được chọn lựa để nâng cao thu nhập và giao lưu với khán giả. Hương Dân Idol là ca sĩ tham gia nhiều game show nhất so với hai đàn chị. Cindy Thái Tài cũng dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp âm nhạc. Với gu thẩm mỹ được bạn bè tín nhiệm,
thỉnh thoảng chị cũng làm chuyên gia trang điểm cho các nghệ sĩ trong một số sự kiện. Về nhan sắc, Hương Giang Idol được các fan khen ngợi là mỹ nhân chuyển giới xuất sắc nhất của showbiz Việt. Trong khi đó, Lâm Khánh Chi vượt trội về số đo vòng 1 nhưng vẫn còn e dè khi diện những trang phục nữ tính, Lâm Khánh Chi được khen trẻ hơn tuổi 40. Cindy Thái Tài là tiền bối của Hương Giang và Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ nhiều tuổi nhất trong ba người nên nhan sắc không còn trẻ trung như đàn em. Tiền tài của ba mỹ nhân chuyển giới này đều khiến nhiều người bất ngờ trong ảnh Lâm Khánh Chi đứng trước ngôi nhà ở quê rộng 5.000m² của bố mẹ cô. Tự nhận bố mẹ cô rất giàu, Lâm Khánh Chi cho hay đây cũng chính là lý do trước khi chuyển giới, cô là ca sĩ solo đầu tiên tại Việt Nam dám tổ chức một live show có tầm cỡ lớn. Hiện tại dù có nhà riêng ở quận 4, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn thường về thăm bố mẹ. Gia đình Lâm Khánh Chi sở hữu vườn lan quý và hiếm. Trong nhà nội thất bằng gỗ cao cấp được chạm trổ tinh tế. Các đồ trang trí trong nhà cho thấy gu thẩm mỹ của chủ nhân. Lâm Khánh Chi cũng sở hữu xế sang trị giá khủng. Trong khi đó, Hương Giang Idol cũng có cuộc sống sung túc không kém. Cô từng chia sẻ, Giang vừa làm vừa phải chi tiêu nhiều mặt, đầu tư nhiều thứ, mua nhà mua xe tính cũng đến tiền tỷ. Hương Giang cũng từng chia sẻ hình ảnh về căn hộ cao cấp với không gian khá rộng. Toàn bộ không gian nhà đều do Giang đề xuất và đưa ý tưởng tổng quan, nữ ca sĩ cho biết. Nữ ca sĩ chính ít chứng tỏ tài năng. Qua gia tài lớn mà cô tự kiếm được, trước đó Hương Giang cũng đã tốn rất nhiều tiền để phẫu thuật chuyển giới. Căn hộ của Hương Giang Idol được bố trí khoa học để thuận tiện trong việc sinh hoạt hàng ngày. Riêng phòng ngủ, nữ ca sĩ chọn tông màu tối tạo cảm giác lặng và rất yên tĩnh. Từng góc nhỏ trong nhà đều thể hiện cá tính của chủ nhân. Căn nhà tuy không quá rộng nhưng được chủ nhân sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác thoáng mát,